Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại shop Tân Ánh Ngọc Ánh, shop bán hàng online chuyên nghiệp các phụ kiện săn bẫy cho anh em nhá. Với 5 đầu số điện thoại quen thuộc, anh em cần thông tin gì thì vui lòng liên hệ nhá. Trong chương trình hôm nay, trong clip ngắn trên YouTube, xin giới thiệu với anh em tất cả các mẫu giò bẫy gà rừng và một số phụ kiện cho anh em đam mê chơi gà rừng nhá. Phụ kiện đam mê chơi gà rừng thì rất nhiều, như là túi gà mồi này. Đấy, túi gà mồi màu lá khô, màu rèn ri, túi đeo vai ngụy trang anh em đựng đồ đi bẫy nhá, túi đựng dụng cụ bẫy ấy, rồi dây xích chân gà này, còi gà Thái, còi gà của Thái Lan, còi gà của Việt Nam, đấy, rất là nhiều loại. Rồi hôm nay chủ đề chính là nói về giò bẫy nhá, thì xin giới thiệu với các bác có mấy cái loại giò bẫy, thì nói chung là anh em mới cùng nhau trao đổi, có gì thì các bác góp ý thêm nhá. Nói kỹ càng thêm để cho một số các bác mới chơi chưa nắm rõ được. Thì bây giờ về bẫy gà rừng ấy, bác lưu ý nhá, bẫy gà rừng ấy là chủ yếu mà 100% ấy là dùng bẫy giò để cho mắc chân. Còn ngoài ra thì anh em hay có thể là quây lưới xong đuổi để cho nó mắc lưới, nhưng mà chủ yếu bẫy văn nghệ đam mê ấy là lấy giò cắm xuống đất để cho con gà đi về nó đá vào nó mắc chân nhá. Thì bẫy gà sẽ có hai kiểu, hai hình thức bẫy. Một ấy là gọi là bẫy đón. Bẫy đón có nghĩa là các bác sẽ bẫy đón đường nó, đón đường nó khi con gà nó về, nó sẽ mắc cái giò của các bác. Thì khi bẫy đón như vậy ấy, thì mình sẽ dùng đến giò đón, tôi vừa nói, tôi nói tổng qua một lần thì sau tôi sẽ nói lại cho. Bẫy là bẫy đón nhá. Thế bẫy thứ hai ấy là bẫy đá. Bẫy đá có nghĩa là bẫy con gà khi con gà nó vào, nó đá con gà mồi của mình, con gà mồi ấy nó vào đá con gà mồi của mình và nó mắc giò thì gọi là bẫy đá nhé. Đấy là có hai hình thức bẫy chính, bẫy đón và bẫy đá. Thì tương tự như vậy thì cũng sẽ có là giò đón và giò đá. Và ngoài ra nó có một loại giò nữa thì nó gọi là giò đa năng, có nghĩa là giò vừa đón vừa đá, cắm đón cũng được, cắm đá cũng được. Thì bây giờ trên hình ảnh thực tế sản phẩm của shop thì tôi xin giới thiệu với các bác là bên shop đang cung cấp mấy loại giò cơ bản. Tôi sẽ phân biệt như này. Bên tôi là bên shop đang có giò thứ nhất ấy, là giò chân đồng. Chân bằng đồng thì sẽ đi với dây cáp là dây cáp xe. Dây cáp xe có nghĩa là dây cáp bằng thép xe lại, gọi là cáp xe nhá. Này các bác này, điển hình như là bộ này. Chân đồng cáp xe. Và sẽ chân đồng này sẽ có khoan lỗ. Hai lỗ nhá. Hai lỗ ở chân này. Hai lỗ ở chân và một lỗ ở trên để xiên xuống. Đấy. Thì cái này gọi là bẫy chân đồng cáp xe nhá các bác nhá. Đấy. Và loại thứ hai là loại bẫy gọi là chân inox nhá. Chân inox thì sẽ đi với lại cáp lụa nhá, chân inox đi với cáp lụa. Đây. Chân inox đi với cáp lụa nhá. Chân inox này thì cũng đã được ngâm hóa chất để cho nó nhuộm, cho nó nổi lên cái màu đồng nhá. Nổi lên màu đồng thì đảm bảo cho các bác là cứng, không bị han gì và không phải là màu sáng, ngụy trang vẫn rất là tốt. Đối với cái chất liệu inox ấy, thì nó rất là cứng, không thể khoan được, thì làm cái hình thức là sẽ trồng vào để buộc vào thôi. Đấy, thì khi chân inox này ấy, thì sẽ đi với cáp lụa, các bác nhé. Chân inox sẽ đi với cáp lụa, còn chân đồng thì sẽ đi với cáp xe. Đấy, thì bây giờ có hai loại là chân inox, cáp lụa và chân đồng cáp xe. Thế bây giờ nói đến giò đón, giò đá, thì nếu mà giò mà chân đồng ấy, thì bên shop đang có hai mẫu cho các bác lựa chọn. Một là mẫu giò chuyên đón, còn hai anh em mới gọi là giò đón, và còn gọi nó là giò bắp chuối nhé. Cái này gọi là giò chuyên đón, giò bắp chuối. Thì đối với giò bắp chuối này ấy, thì chỉ có chân đồng cáp xe thôi, sẽ có không có chân inox cáp lụa, tại vì cáp lụa nó rất là dẻo, làm bắp chuối dài này là nó búng kém, không làm được, nó nhùng nhằng lắm, chơi không hiệu quả. Mà chân đồng cáp xe này là chơi sẽ hiệu quả hơn nhé. Thế đây là giò bắp chuối này, hàng giò chuyên đón siêu nhạy, chân đồng cắp xe nha các bác nhá. Đây là giò bắp chuối. Đây các bác nhìn này, với một chân của nó này. Đấy, khoan hai lỗ ở trên thân để xiên cáp sang gập lại, khoan một lỗ ở trên đỉnh để xiên cáp xuống. Rồi hoàn toàn dây dù liên kết là dây dù siêu bền nhá, dây dù siêu bền. Màu là màu ngụy trang cỏ khô. Đấy, màu ngụy trang cỏ khô. Đây là giò chuyên đón, giò bắp chuối nhá. Đến loại giò thứ hai là cái giò đa năng. Giò đa năng
hay anh em còn gọi nó là giò Malai nhé, giò Malai hay là giò chữ C. Thì đối với giò này ấy, thì nó tên là giò đa năng, thì có nghĩa là nó sẽ dùng được cả đón cả đá nhé. Đối với loại này thì dây liên kết nó sẽ có cả hai màu luôn, cái màu úa đậm như này hoặc là màu bạc khô như này, nói chung là tùy từng đợt hàng thôi. Cái dây nó chỉ khác nhau về màu thôi, còn chất liệu thì không khác nhau. Dây siêu bền rồi, độ bền rất là chắc, các bác hoàn toàn yên tâm là không thể đứt dây liên kết được nhé. Thì đây nó là gọi là giò Manai hay gọi là giò đa năng, thì là chân đồng đi với cáp xe, đi với cáp xe nhé. Thì cái loại này là khi các bác cắm đón ấy thì các bác sẽ cắm hơi tạt nghiêng như này một chút thì làm giò đón. Thế còn nếu các bác cắm đá, các bác cắm đứng hơn như này thì là thành giò đá. Có nghĩa là giò đá là các bác sẽ cắm bao quanh con gà mồi, bao quanh con gà mồi của mình nhé. Đây, trong phạm vi con gà mồi nó với tới thì khi con bổi nó vào đá con gà mồi ấy, thì nó sẽ mắc nhé. Thế đây là cái giò chân đồng, chân đồng cáp xe thì sẽ có mẫu là bắp chuối, hàng chuyên đón và hàng đa năng, vừa đón vừa đá. Đấy. Bây giờ tiếp theo đến sang cái mẫu gọi là chân inox. Chân inox đi với cáp lụa thì sẽ có cho các bác cái mẫu là giò chữ C, giò đa năng. Đấy, các bác cắm đón cũng được, cắm đá cũng được nhé. Đây, giò chân inox đi với cáp lụa nhé. Chân inox cáp lụa. Đây các bác nhìn này. Cái chân inox này ấy, thì là nó cực kỳ là cứng rồi. Nó được nhuộm, được ngâm để cho lên cái màu đồng, để nó ngụy trang, nó không có bị trắng nữa nhá. Thế cái này thì không thể khoan được, thì cái dây cáp này, dây cáp này sẽ chập vào đây và xoắn chéo lại, xoắn chéo ở đây này, xong lại gập lại này. Thế xong chung quanh này được một cái lớp cáp thép nữa quấn vào. Cái này là bảo với các bác là liên kết giữa sợi cáp với chân ấy là không bao giờ tuột, chỉ có đứt cáp thì không có tuột nhá. Đấy, dây dù vẫn là dù liên kết, vẫn là dù siêu bền, loại một sợi mảnh. Đấy, đây là cái gọi là chân inox cam lụa, thì sẽ có cho các bác là giò này là giò chữ C hay là giò Manai ấy, giò đa năng đấy. Thì bây giờ hai cái này nó đều là giò đa năng nhé các bác nhé, đều là giò chữ C, đều là giò đa năng, nhưng nó khác nhau về chất liệu. Một đây là chân đồng cam xe, còn cái này là chân inox cam lụa. Đấy, các bác mua lại nào thì các bác mua. Tiếp theo một cái mẫu nữa của cái chân inox nhé, chân inox cam lụa thì sẽ gọi là cái mẫu giò đá, giò chuyên đá các bác nhé. Giò chuyên đá có nghĩa là chuyên đá này ấy, thì sẽ không cắm đón được, cắm đón nó sẽ không hiệu quả. Thế anh em vẫn hay gọi giò này là giò Thái Lan. Đây, giò Thái Lan, giò kiểu Thái Lan nhé, gọi là giò chuyên đá. Thì giò Thái Lan ấy là cái dây dù phía cuối của chân nhé, là nó ngắn đây này, nó ngắn này thôi, chừng 5 phân thôi. Thì đã cả cái cặng giò này nó gần thành hình tròn méo như này. Thì cái này là cắm thẳng lên để làm giò đá. Đối với cái giò này thì cực kỳ là nhạy, nên các bác nghe rất là nhạy, mà nó khó bị tuột giò. Có nghĩa là khi con gà vào nó quạt cánh ấy, là cái giò của bác không bị tự bung ra, không bị bung, không bị đổ mất nhá. Thế nhưng mà khi mà đã vào đá rồi thì đảm bảo là các bác là cực kỳ là nhạy. Đấy nhá, cực kỳ nhạy luôn. Thì cái giò này ấy là gọi là giò chuyên đá. Các bác lưu ý nhá, giò chuyên đá này ấy, thì bên shop chỉ có cái mẫu là chân inox đi với cáp lụa thôi. Thế còn nếu mà giò chuyên đá này mà là bằng cáp xe ấy, cáp xe có nghĩa nó sẽ quấn vào đây tí nữa, thì độ cứng thì nó cáp xe này sẽ cứng hơn, thì nó quá cứng nó không mà đảm bảo được cái độ nhạy các bác nhá, không đảm bảo được cái độ nhạy khi mà con bổi vào đá. Thì đối với cái này mà chân inox cáp lụa này ấy, thì là làm giò đá là hợp lý nhất nhé các bác nhé, các bác chơi giò đá này là hợp lý nhất. Thế còn về ưu điểm của nó thì là cái cáp lụa này thì là cáp lụa là trong là thép, ngoài là nhựa, nó không bị han gỉ, không bị han gỉ nhé. Nhưng mà các bác phải lưu ý là khi mà nó bị bổi dẫy vào nó xoắn ấy, thì các bác sẽ nắn lại nó hơi khó hơn một chút, về vị trí cũ hơi khó. Thế còn cái cáp xe này thì các bác chỉnh sửa nắn lại nó sẽ dễ hơn. Mỗi cái đều có cái ưu điểm, nhược điểm riêng nhé các bác nhé. Thế còn về chân inox thì nó sẽ là cứng rồi, cắm vào địa hình rồi. Đấy, hôm nay là giới thiệu với các bác là cơ bản chính các mẫu giò. Các mẫu giò này thì các bác lưu ý này, thì một chân này nó chỉ mười mấy nghìn một chân này thôi nhé, mười mấy nghìn một chân này, và một bộ thì là đóng 20 chân nhé.
thì nó vào là 200 mấy rồi các bác nhé, 200 mấy bao ship cho các bác và đi toàn quốc luôn. Và tất cả các mẫu giò này là chung một giá, chung một giá các bác nhé, lưu ý chung một giá. Cái gì khác nhau về hình thức chơi thì các bác chọn mẫu nào cũng được. Rồi các bác xem cho kỹ, có cần nhu cầu